Hiếu xin chào tất cả các anh em. Video hôm nay thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho các anh em cách tháo và kiểm tra phủ đề của con xe ga khi bị mất đề và không đề được nha. Thì đầu tiên anh em chúng ta để kiểm tra phủ đề này thì anh em chúng ta sẽ bật khóa lên và bóp phanh cũng như mọi xe thôi. Chúng ta bóp phanh và nút đề đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cận cảnh hơn cho anh em xem nha. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bật khóa lên nha. Thì bóp phanh và chúng ta chỉ nghe thì tiếng tạch tạch cho các anh em nha. Nhìn này. Đấy. Nếu mà hiện tượng kêu tạch tạch như này của những dòng xe ga thì của nó đã bị hết chuột than đề đúng không anh em? Thì bây giờ Hiếu sẽ quay đến cái củ đề cho các anh em và cách tháo nha. Như các anh em thấy đây là cái củ đề của nó nằm tận bên trong này này. Đấy, đây là củ đề của nó nha. Thì anh em chúng ta muốn tháo thì anh em chúng ta phải tháo ở bên kia. Chúng ta phải tháo cái bầu lọc gió ra thì mới lấy được củ đề này ra các anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên kia. Các anh em mình lưu ý nha, khi chúng ta muốn lấy cái củ đề của nó ra thì chúng ta phải mở cái cánh ở đây. Đây là cánh nhựa của nó, cái diềm. Diềm bên dưới của chúng ta ra rồi chúng ta sẽ lâng cái bầu lọc gió ra. Ở đây là toàn nhựa hết, nhựa bảo vệ của nó hết này. Đấy. Thì Hiếu đã tháo ốc hết rồi. Hiếu đã tháo toàn bộ ốc đây rồi. Hiếu vứt ra. Chỗ này là bình của Hiếu đang sạc điện đây. Mình sẽ tháo hết đây ra. Các anh em tháo hết hai con ốc này ra. Rồi chúng ta sẽ lâng ra thôi, nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đúng không các anh em? Đấy, rất là đơn giản. Và anh em chúng ta sẽ tháo hai con ốc ở cái bầu lọc gió này ra. Con ốc này mà cả con ốc này tháo ra thì Hiếu đã tháo cho các anh em. Thì bây giờ Hiếu chỉ việc lâng này. Như vậy là anh em chúng ta đã tháo được cái bầu lọc gió ra. Các anh em đừng run sợ nha. Cái dòng xe ga với dòng xe số những cái làm đề thì nó như nhau thôi các anh em ạ. Máy móc cũng như nhau, không có gì khó cả các anh em nha. Các anh em cứ sợ. Thì ở đây là có một con ốc ở hãm ở củ đề hai bên hai con thì chúng ta vặn ra, cầm cái tô vít chúng ta vặn ra nha. Vặn ra rồi chúng ta sẽ sang bên kia chúng ta đóng cái củ đề ra nha. Khi anh em chúng ta đã vặn hết hai con ốc hãm ở củ đề rồi thì chúng ta cầm một cái gì đấy chẳng hạn thế. Nhưng Hiếu đây Hiếu sẽ dùng tặng cái tô vít. Rồi anh em chúng ta cầm cái búa này chúng ta gõ nhẹ này là nó long cái củ đề của chúng ta ra. Đấy, long rồi đấy. Rất là đơn giản đúng không anh em? Bây giờ anh em chúng ta sang bên kia để tháo củ đề nhá. Đây là củ đề của nó. Đó. Cái củ đề này là có một cái dây điện để nó bắt vào cái chổi than. Thì anh em chúng ta cầm cái tô vít tháo luôn ra. Tháo luôn cái này ra. Cái này có vẻ lâu ngày thì anh em chúng ta cầm cái RB7 xịt con ốc này đi cho nó bung hết cái rỉ ra, cái đất bẩn ra rồi chúng ta lâng củ đề này ra để Hiếu sẽ khám phá cho các anh em xem nhé. Theo Hiếu thì các cái máy móc của xe ga với xe số thì nó cũng tương đối như nhau thôi các anh em ạ. Động cơ 4 thì chẳng qua nó khác cái hệ chuyển động của nó bằng dây cu loa và côn nồi. Thì nó nếu anh em chúng ta làm giỏi xe số đi thì xe ga này thì nó sẽ đơn giản với các anh em thôi. Thì trong cái quyển tài liệu của Hiếu sửa xe phổ thông ấy nó cũng có đầy đủ hết các anh em ạ. Đầy đủ sửa hết các cái dòng xe số. Thì các anh em cứ làm chuẩn đi là các anh em có thể làm được xe ga thôi nha. Nó không có gì khó đâu. Đây em chúng ta sẽ tháo cái này ra này. Đấy, rất đơn giản. Khi anh em chúng ta xịt rỉ ra rồi thì nó tháo ra rất là đơn giản luôn. Tháo ra xem cái củ đề này nó làm sao mà nó không quay. Đây. Đây là củ đề của nó. Lâu quá rồi. Đấy. Các anh em nhìn thấy nó làm chắc chắn nhờ. Bây giờ anh em chúng ta tháo cái củ đề này ra để xem thì chúng ta chỉ cần tháo hai con ốc này ra. Tháo hai con ốc này ra rồi anh em chúng ta sẽ lưng cái lắp của chỗ này. Cái lắp nó ở đây. Chúng ta sẽ lưng ra thôi. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo nha. Hiếu tháo cái con ốc này ra. Đầu tiên thì Hiếu sẽ thử đã. Hiếu thử xem cái thằng này có quay không đã. Khi mình thao tác ở trên xe thì nó không quay. Thì bây giờ mình cắm trực tiếp như này xem nó có quay không anh em nhé. Đây, Hiếu sẽ để đây. Thì anh em chúng ta tháo cái kẹp này ra.
Dây đỏ thì chúng ta cho vào cái than này, và dây xanh thì anh em chúng ta kẹp vào mát. Đấy, nó quay được tí rồi là chết, chắc con này bị hết chỗ than rồi các anh em ạ. Thôi con này hết chỗ than rồi các anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ cắm lại vào bình ắc quy của nó. Rồi, bây giờ anh em chúng ta sẽ tháo con này ra để khám phá bên trong. Và cách thay chỗ than như nào thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho các anh em. Theo Hiếu thì xe nào cũng giống nhau thôi. Các anh em chỉ cần kiên trì và chịu khó để ý một chút xíu là có thể biết làm được hết. Bây giờ cái quan trọng nhất là những cái dòng xe phun xăng điện tử FI ấy, các anh em làm sao phải hiểu được hết các nguồn điện của các cảm biến của chân ECU của nó. Thì Hiếu cũng có những cái cuốn tài liệu để sửa chữa các dòng xe phun xăng điện tử đấy. Thì các anh em nào mà chưa có thì cứ liên hệ cho Hiếu. Còn anh em nào mà Hiếu đã gửi cuốn tài liệu cho anh em thì anh em chịu khó học thì nó sẽ thành công thôi. Rồi, ui giời ơi, hỏng hết. Đây các anh em nhìn này, đen xì xì mà cái rô này, cái rô này nó nghẽn vào như thế này, hỏng hết cả. Nhưng mà nói chung là nó nghẽn như này anh em chúng ta dùng tạm vẫn được này. Bẩn quá các anh em ạ. Ô cái chổi than này nó lại lát tươm như này. Nhìn khủng khiếp không các anh em. Khi Hiếu quay lên thì đây này, các anh em nhìn ra không rõ mấy. Nó sẽ không rõ bằng mắt thật bên ngoài của anh em chúng ta. Đây là cái chổi than của nó bị đứt đây. Đấy. Cái này anh em chúng ta sẽ lắp chổi của thằng, cái này để mà lấy cái chổi của nó là khó lắm anh em ạ. Cho nên anh em chúng ta chỉ chế thôi nha. Anh em chúng ta chế cái chổi của thằng xe ôi bình thường của anh em chúng ta vào, thế là xong. Đấy, cái này Hiếu sẽ nhổ ra. Để mà nói cái video này thì Hiếu sẽ nói chia sẻ cho anh em một chút nha. Vì Hiếu làm nghề ở đây này thì Hiếu hay chế những cái củ đề khó kiếm như thế này ấy, mà nhiều khi hàng của anh em chúng ta lúc mua nhiều đồ, ví dụ mua những dòng Shizu với Honda thì mình mua nhiều cái loại đấy, nhưng mà dòng xe Honda này thì mình chỉ mua những dòng lết nít rồi các cái phổ thông thôi, nhưng còn đời khác thì nó không có. Thì anh em chúng ta phải chế, thì để mà chế được thì các anh em phải có cái mỏ hàn thật tốt. Cái mỏ hàn của anh em phải phải tốt mà nó lóng chảy thì anh em chúng ta mới hàn được cái chổi than nhá, còn không thì khó hàn lắm thì mới nhổ được cái này ra. Thì bây giờ Hiếu sẽ lôi cái chổi than ra và hàn cho các anh em xem để khôi phục cho củ đề này nó sống nhá. Ở video hôm nay thì Hiếu sẽ lấy chổi than của thằng Genta, chổi của Yamaha, thì mình sẽ nắp vào đây. Thì các anh em thấy đây thì cái bộ này của nó liên quan đến cái cốt này của anh em chúng ta luôn, gọi là cái đế này. Đấy, rất là khó nó để thay thế. Cái này trước họ cũng hàn một lần rồi này. Các anh em nhìn thấy không? Đấy. Thì cái này mình sẽ giật ra này. Đấy. Còn cái này thì anh em chúng ta thì bây giờ Hiếu sẽ thổi cái này ra để Hiếu hàn lại vào đây. Bẩn quá các em nhỉ, đúng không? Đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra các anh em nhá. Thì bây giờ thì Hiếu sẽ tháo này. Anh em chúng ta tháo hai con ốc này ra và chúng ta sẽ hàn cái chổi than vào đây. Đấy. Đây nha. Đấy, nó như thế này đúng không? Thì chúng ta sẽ cho vào đây hàn ở đây.
chổi than của anh em chúng ta là đút vào đây là vừa ok, cho nên chúng ta phải lôi ra hàn cho nó dễ nhá. Thì nó như thế này đúng không anh em? Thì bây giờ hiểu sao? Giật cái này vứt đi là ok nhá. Đầu tiên anh em chúng ta để hàn được cái chổi than vào đây thì anh em chúng ta phải cầm giấy ráp hoặc cái rũa chúng ta chà cái này đi một chút nhá. Hiếu đây thì Hiếu sẽ dùng cái máy này tiện cho nó nhanh. Chà đi. À, như vậy là Hiếu đã đánh nó sạch sẽ như thế này và bây giờ anh em chúng ta sẽ hàn vào. Bây giờ Hiếu sẽ bẻ cái này đi này. Đây, Hiếu sẽ chế vào đấy. Nói chung anh em chúng ta không có đồ là phải chế anh em ạ. Còn chả ai người ta muốn chế làm gì đúng không? Vừa mất công vừa mất việc của chúng ta ra. Không có thì anh em chúng ta sẽ chấp nhận. Bây giờ Hiếu sẽ hàn. Chả có cái gì để giữ nhỉ. Tạm này đi. À, anh em nhìn rõ không? Hiếu cho một tí nhựa thông vào đây để làm sạch bề mặt. Rồi. Đấy, cái anh em hàn cũng như vậy nhá. Chúng ta làm sạch cái bề mặt này đi. Cho nó tí nữa chúng ta cho thiếc vào sẽ ăn. Rồi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ cho thiếc vào. À, như các anh em thấy đây thì Hiếu đã đắp cho nó một điểm ở đây nhé. Đây Hiếu sẽ đắp một điểm ở đây. Hiếu sẽ đắp chắc vào đây. Rồi, như vậy là quá chắc và ok rồi các anh em nhé. Rồi, Hiếu sẽ đắp một điểm ở đây rồi. Thì bây giờ, cái quan trọng nhất là Hiếu sẽ hàn cái này vào đấy. Hàn cái chổi than này vào đấy. Thì để hàn được cái chổi than này vào đấy thì anh em chúng ta cũng... Cái này là họ hàn bằng điện, họ ép điện rồi. Cho nên là cái này nó hơi bị cứng và chai. Chai lì nó hơi khó hàn một chút. Nhưng không sao anh em chúng ta vẫn cứ hàn được. Chúng ta cũng bôi một lớp nhựa thông vào đây. Rửa nó đi một tí. Rồi. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ lát thiếc vào đây. Hiếu sẽ cho cái ghế này vào cho nó cao. Đỡ cái cúi. Bây giờ Hiếu sẽ cho thiếc vào đây nhá. Hiếu sẽ hàn. Để các anh em nhìn rõ. Đấy.
anh em chúng ta muốn hàn thì chúng ta phải tốt là chúng ta phải bóp nhẹ để tránh tình trạng cái que hàn của chúng ta, cái mỏ hàn này của chúng ta bị hỏng đầu nhé. Ok rồi. Bây giờ Hiếu sẽ hàn vào đây. Bây giờ Hiếu sẽ hàn vào đây nha. Các anh em nhìn rõ không? Cái này có người cầm thì tốt. Hiếu ép vào đây được, giữ thôi. Cầm này là hơi lỏng đấy các anh em ạ. Cái mỏ hàn này của Hiếu thì nó mỏ hàn các người thợ điện họ cuốn đi, cho nên là rất là tốt. Mình mua cái này để mình chuyên hàn về các đầu bình ắc quy nó bị chảy. Vì Hiếu làm quán này thì làm cả những cái lốp ô tô, mà cả các anh em mang bình ô tô đến hàn chỉ rất là nhiều luôn, cho nên là Hiếu phải sắm cái mỏ như này, cho nên Hiếu hàn rất là nhanh đúng không các anh em. Đây là Hiếu làm video thì muốn hướng dẫn cho các anh em làm nó chắc chắn và nó tỉ mỉ thôi. Rồi xong các anh em nha. Rồi, xong xuôi, bây giờ anh em chúng ta sẽ hàn tiếp vào cái đầu này. Trong này thì nó hơi hơi khó vì nó tán con ốc, nó tán cái đinh chết vào đây luôn này. Trước tiên anh em chúng ta hàn được cái chổi than này vào thì anh em chúng ta sẽ cầm cái dây nhện rác như này này, anh em chúng ta sẽ chà cái này đi cho nó sạch đi nhá. Thì Hiếu thấy cái này nó hơi bẩn, chắc là nó do dầu mỡ nó chảy. Đấy, anh em chúng ta chà đi thì nó mới ăn ăn cái thiếc hàn của anh em chúng ta. Rồi thế nào, bây giờ Hiếu sẽ hàn vào đây nhá. Đầu tiên thì Hiếu cũng cho nó một chút cái nhựa thông này vào để làm sạch cái gì đi, bẩn cực kỳ luôn. Các anh em nhìn này, toàn đất luôn này. Cái này bẩn quá. Chúng ta phải làm sạch đi thì nó mới ăn, còn không thì nó không ăn đâu.
Như vậy là Hiếu đã đáp được vào đây ngon nghẻ rồi nha. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ xử lý cái mối kia. Chùa than đấy, Hiếu vừa mới bẻ nó ra rồi. Bây giờ anh em chúng ta cũng xử lý, cũng vệ sinh như lúc đấy Hiếu làm đấy. Đây chúng ta sẽ rửa đấy, rửa mối than bằng cái nhựa thông này đi. Ôi, có vẻ là ok rồi đấy. Bây giờ Hiếu sẽ hàn luôn vào đây nhá. Cũng hơi lóng một chút nhưng mà thôi cố hàn cho nó xong nhiệm vụ đi. Anh em nhìn thấy không? Rất là chắc chắn luôn này. Giật không ra luôn này. Giật thì chỉ sợ đứt bên dưới thôi, còn mối hàn bên trên này thì thấu như này cơ mà các anh em nhìn này. Đấy. Rất là chắc chắn. Như vậy là anh em chúng ta đã thao tác hàn xong xuôi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ráp chổi than vào đây nhá. Bây giờ Hiếu sẽ ráp chổi than này. Cái này, cái chổi than này này thì Hiếu sẽ đút vào đây. Đấy. Đúng rồi, nguyên bản nó là như thế này thì chúng ta sẽ ráp đúng nguyên bản. Đây. Anh em chúng ta sẽ cho hai con ốc vào để hãm. Anh em chúng ta mà đi tìm cái chổi than của nó thì hơi vất vả. Cho nên anh em chúng ta chỉ cần chế nó được. Cái anh em mình, người Việt Nam của anh em chúng ta thì không từ bỏ một cái gì hết các anh em nha. Cứ miễn sao là có tiền là anh em chúng ta làm hết. Thì bây giờ Hiếu sẽ đi vệ sinh cái này một chút. Thì các anh em cứ thế là vệ sinh nha. Các anh em cũng có thể lấy cái giấy ráp mỏng ấy, anh em chúng ta đặt vào đây và chà xoay đi. Xoay đi xoay lại là ok. Đây các anh em nhé, mình sẽ lấy cái rẻ mình lau đi. Đấy, chúng ta lau cho sáng cái rô này của anh em chúng ta. Và chúng ta sẽ chà cái này đi một chút nha. Cái rô này nếu như mà có thì thay đi, mà không có thì thôi. Đây các anh em nhìn thấy đây là cháy này, có vết cháy đô này. Nhưng mà cái máy quay này của Hiếu thì hơi mờ. Nói chung cái rô này của nó cũng kém rồi, nhưng mà anh em chúng ta vẫn sử dụng được. Anh em chúng ta lấy cái giấy ráp mỏng mỏng như này này. Rồi. Anh em chúng ta phục hồi nó lại. Xoay như này là tự sáng ra.
Đây các anh em nhìn thấy không? Đấy nó đã sáng lại rồi đúng không? Anh em chúng ta càng xoay là càng sạch sẽ. Thôi Hiếu sẽ tạm thời như thế thôi, vì Hiếu quay video này Hiếu sợ mất nhiều thời gian. Mất nhiều thời gian thì dung lượng video nó càng cao, bộ nhớ của mình sẽ không thể nào giữ được. Thì bây giờ cách ráp chổi than thì nó cũng như là chổi than phổ thông bình thường thôi. Thì các anh em cứ thế này là ấn vào thôi nhá. Đây này, chúng ta quay ngang ra. Vì cái của Honda thì nó dựng thẳng như này, nhưng đây là cái của Sega. Sega thì cái loại này nó lại nằm ở bên cạnh, thì anh em chúng ta sẽ nghiêng nghiêng chổi than đi là ok nhá. Đấy. Anh em chúng ta đặt làm cái chổi than này xuống đây nhá. Đây thì sẽ ví dụ cho anh em xem. Đây. Đây. Như vậy là Hiếu đã ráp được xong nhá. Một cái Hiếu sẽ chốt vào đây. Rồi, ok. Hiếu đã chốt được vào cái lẫy của nó. Đây các anh em nhìn nhá. Đấy. Thì cái thứ hai là anh em chúng ta ráp tiếp này. Đấy, chúng ta để nghiêng, nghiêng cái chổi than và chúng ta ép xuống như này. Đấy, như vậy là ok đúng không các anh em? Hiểu thấy cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả anh em ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái rô vào đúng không? Rồi. Anh em chúng ta đút cái rô này vào nha. Trước khi anh em chúng ta kiểm tra một loạt để chúng ta ráp xem đã chuẩn chưa ấy, anh em chúng ta lắc cái rô này xem cái chổi than của anh em chúng ta có bậu vào được cái lõi của nó không. Nếu nó bậu vào được cái lõi đấy là ok nhá. Anh em chúng ta gẩy nó ra một tí. Theo Hiếu nghĩ là cái xe ga hay xe số thì nó cũng như nhau thôi các anh em ạ. Anh em chúng ta chịu khó chế tác đi một chút là ok. Còn cái gì thì nó cũng phải có cái giá của nó. Chúng ta chế thì chúng ta lấy cái giá cao hơn một chút. Đấy. Bây giờ anh em chúng ta sẽ vệ sinh cái cốc của nó. Cốc đề. Đấy, rất là bẩn. Trước khi anh em chúng ta mà lôi ra vệ sinh cái củ đề này thì anh em chúng ta cho tí mỡ ở dưới bên dưới này nhá, để cho nó trơn. Cái cốt của nó với cả cái cốc này của nó không bị bỏ sát. Đây thì sẽ lấy một tí mỡ này. Rồi. Đây, Hiếu bôi lên đây cũng được. Đây. Đây, nó bôi tí vào đầu rồi này. Để các anh em nhìn được không? Đây. Thế nào ok. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta ráp nhá. Trước khi ráp cái củ đề này thì anh em chúng ta phải giữ tay vào đây nhá. Nếu như anh em chúng ta mà không giữ tay vào đây ý, chúng ta mà ốp cái này lại thì cái lâm châm nó sau hút cái này nó bay ra thì anh em lại phải ráp lại đấy nhá. Đấy. Thì anh em chúng ta phải giữ tay vào đây. Anh em chúng ta giữ tay vào đây rồi chúng ta sẽ chụp lại nhá. Đấy. Nó cái lâm châm nó hút rất là căng luôn. Đấy. Có cái dấu đây rồi thì anh em chúng ta cứ đưa thẳng này vào là ok. Như vậy là xong rồi đấy các anh em ạ. Như vậy là anh em chúng ta đã phục hồi được một cái củ đề rất là nhanh đúng không? Đang không có đồ mà tự dưng là thành
có đồ luôn. Cái này vừa vào nó lại nhảy ngay. Con ốc này nó cũng hơi khó bắt một chút xíu vì nó có cái lâm châm nó bị nó hút cái từ nó bị lệch ốc, cho nên anh em chúng ta cứ nắp chậm rãi thôi nhá, đừng có nóng tính quá không lại nó lại lệch mất đi. Bây giờ anh em chúng ta đã thay được chổi than và phục hồi được cái cụ đề của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta thử kẹp lại và xem cụ đề của anh em chúng ta có quay không nhá. Đây, chúng ta kiểm tra này. Đấy. Cụ đề chạy rất là ngất luôn đúng không các em? Đây, hiểu chưa? Đấy. Rất là ok đúng không các anh em? Đấy, rất khỏe luôn. Thế bây giờ chúng ta sẽ ráp lại xe là ok, là lổ ở mầm luôn. Đấy, như vậy là ok các anh em nhá. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bắt cái dây điện của nó vào. Và chúng ta sẽ khởi động cái con xe này. Cái dòng xe ga này nó làm nó hơi chật hẹp một chút xíu. Mình mà tháo ra thì mất nhiều công tháo. Cho nên là mình toàn phải lựa thôi. Anh em chúng ta vặn chặt vào nha cho đỡ mua ve điện. Rồi, ok rồi. Chúng ta chụp vào. Rồi, bây giờ hiểu cận cảnh một chút nhá. Hiểu cận cảnh một chút cho anh em nhìn. Đây các anh em nhìn đây nhá. Đây là bánh răng của nó này. Bánh răng này khi nào cụ đề của anh em chúng ta quay thì nó sẽ quay về bên này, nó quay về bên tay phải của anh em mình, còn anh em mình quay về bên tay trái thì dễ này, còn anh em chúng ta quay từ bên này sang bên đây là không được này. Đấy, nó rất là cứng đúng không anh em? Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn chổi than vào đấy. Bây giờ anh em chúng ta ấn cái cụ đề vào đấy nhá. Ok rồi đấy.
Bây giờ anh em chúng ta bắt ốc rồi nha. Bắt ốc hãm chặt ở cái cua đề này của nó nhé. Bây giờ anh em chúng ta sẽ siết ốc vào cua đề nhé. Và chúng ta sẽ tiếc thử cái máy xem có lổ hay không nhé. Xem nó có khởi động được không. Rồi, ok các anh em nhé. Chưa phải là ok, chúng ta đã bắt xong rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ để lổ trước, rồi chúng ta sẽ lắp cái bộ lọc gió sau nhé. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bật khóa lên và thử đề thử nhé. Đề xe ga thì anh em chúng ta bóp phanh và đề thử này. Đấy. Rất ngon, ok đúng không anh em? Đấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể xử lý được các cái bệnh về xe của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tắt đi này. Hiếu sẽ bật khóa lên này. Chúng ta sẽ bóp đề này. Đấy, ok nha các anh em nha. Và như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Thì video vừa rồi là Hiếu cũng đã hướng dẫn cho các anh em cách sửa chữa các cái dòng xe ga khi bị không đề được. Thì chúng ta cần thao tác là tháo củ đề ra và xem xét. Nếu như chổi than của nó có bị mòn ấy, thì anh em chúng ta thay. Còn nếu như mà không có chổi than của nó thì anh em chúng ta có thể chế chổi than khác để hàn như Hiếu. Thì Hiếu đã test thành công và hướng dẫn cho các anh em sửa chữa củ đề ok rồi nha. Và như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các anh em. Nếu các anh em yêu thích thì hãy cho Hiếu một like nha.